Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 358. Ở cuối tập trước, sau khi nghe Tiêu Viêm hỏi chủ lực chiến đội, Nhạc Thiếu Long mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Nói, chủ lực chiến đội nhân số là từ tử tâm đan quyết định, Lãng Thiên luyện chế được 34 mai tử tâm đan về sau, liền không luyện. Tiêu Viêm vội ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện không gặp Lãng Thiên. Nhưng ngay lúc đó, liền nghĩ đến Lãng Thiên nhất định là rơi xuống trong dược đỉnh đi, vội hỏi, vì cái gì? Vì cái gì Lãng Thiên không luyện? Nhạc Thiếu Long khó xử nói ra, Lãng Thiên nói, hắn luyện chế tử tâm đan chỉ có 7 thành không đến xác suất thành công. Lãng Thiên biết tử tâm đan đối với Tiêu phủ trọng yếu, hắn nói với ta, tử tâm quy tại đấu đế đại lục đã tuyệt tích. Những mai rùa kia lãng phí một phần liền thiếu một phần, mà một viên tử tâm đan chính là một cái năm sao đấu đế. Một phần đều lãng phí không dậy nổi. Sở dĩ, hắn cảm thấy vẫn là phải do lục phẩm luyện dược sư Tiêu thiếu ngươi đến luyện chế, mới vạn vô nhất thất. Dạng này, Tiêu Viêm gật đầu, Lãng Thiên làm rất đúng, tử tâm quy xác chúng ta xác thực lãng phí không được. Tốt, tử tâm đan liền để ta tới luyện chế. Vậy cái này 242 cái đội dự bị viên là chuyện gì xảy ra? Là như thế này, mặc dù tạm thời không có tử tâm đan, nhưng chúng ta không có đình chỉ chiêu mộ nhân tài. Đem nhân phẩm, thiên phú và tiềm lực đều tốt đều dự chiêu xuống đến, một chút tiềm chất đặc biệt tốt. Cho dù không tới 4 sao đỉnh phong cũng chiêu tiến đến. Tiêu Viêm đối với Nhạc Thiếu Long tán thưởng gật gật đầu, ân, ngươi làm rất khá. Không phải công lao của ta, hoàn toàn là tử tâm đan mị lực. Vừa nhắc tới tử tâm đan, Nhạc Thiếu Long trong mắt bắn ra bức thiết vẻ khát vọng, tại tử tâm đan trước mặt, cơ hồ không có một cái 4 sao đấu đế có năng lực chống cự. Ha ha, Thiếu Long đừng nóng vội, ta đi theo liền luyện chế tử tâm đan, bao ngươi gấp đến độ đi khắp nơi nhận người. Tiêu Viêm cười cười, nghĩ đến cho mọi người một cái kinh hỉ, cũng không có lập tức đem lại lấy được không ít tử tâm quy xác sự tình nói ra. Đúng lúc này, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Chân Ni truyền âm, đệ đệ, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi. Có lẽ là nhìn xem chúng huynh đệ tiến bộ thần tốc mà chính mình không có thời gian tu luyện rất có tiếc nuối duyên cớ đi. Theo khiếu chiến bọn hắn nói, tại trời tối người yên thời điểm, bọn hắn thường xuyên trông thấy Thiếu Long một thân một mình, đối nguyệt thất vọng mất mát. Trên mặt luôn có một vệt vung đi không được thất lạc. Nghe Chân Ni truyền âm, Tiêu Viêm ngẩn người, hốc mắt ẩm ướt, hắn đứng người lên, giang hai cánh tay đem Nhạc Thiếu Long ôm chặt lấy. Thiếu Long, cảm ơn ngươi 2000 năm đến vì Tiêu phủ nỗ lực hết thảy. Ta cam đoan, đây chỉ là tạm thời, chờ bọn hắn vào tay, ngươi liền chuyên môn cho lão tử tu luyện. Liều mạng tu luyện, tốt đến lúc đó cùng các huynh đệ cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, thành lập vô thượng công huân. Nhạc Thiếu Long nghe được cảm xúc bành trướng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui sướng. Nhưng chỉ kích động một lát, Nhạc Thiếu Long liền tỉnh táo lại, hơi mang vẻ áy náy nói ra, có Tiêu thiếu lời nói này, cũng đã đủ rồi. Nhưng là quá chú tâm đầu nhập tu luyện điểm ấy, Thiếu Long khẳng định là muốn cô phụ Tiêu thiếu. Vì cái gì? Tiêu Viêm ngạc nhiên, buông tay ra cánh tay, không hiểu nhìn xem Nhạc Thiếu Long. Đám người cũng đều hoang mang mà nhìn xem Nhạc Thiếu Long, chỉ có đồng dạng sự vụ quấn thân Chân Ni. Cùng thân phụ nhất thống ma tộc, trách nhiệm Thanh Hạo Nhiên có chút lý giải yếu ớt thở dài. Nhạc Thiếu Long cười cười, nói, Tiêu thiếu, tại ngươi tiến huyễn cảnh trước, Thiếu Long chờ đi theo ngươi cũng liền hơn trăm năm. Nhưng ngươi lại lật đổ chúng ta, với cái thế giới này nhận biết, nói như vậy. Ở trên thân thể ngươi phát sinh kỳ tích, rất nhiều là chúng ta nằm mơ đều không dám nghĩ. Ta tin tưởng, tại đã không thể dùng tuyệt thế thiên tài đến xưng hô ngươi dẫn dắt dưới, Tiêu phủ sẽ phát triển được dị thường cấp tốc. Thậm chí đem vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, nội vụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lại rất nhiều chuyện chính, là chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải, cần lâm tràng tùy cơ ứng biến, ta chỗ nào ném đến mở. Lại như thế nào, có thể tại to to nhỏ nhỏ tục vụ hỗn loạn hạ hoàn toàn ổn định lại, tâm thần tu luyện. Đám người giật mình, nhao nhao thẳng gật đầu, không phải do nghĩ đến Tiêu Viêm mang cho bọn hắn các loại rung động. Lại nghĩ cùng trong tay mình phụ trách bộ phận sự vụ, có khi đã để chính mình sứt đầu mẻ chán, đau đầu không thôi. Đừng nói chi là tương lai thế lực lớn hộ sự vụ càng nhiều, thật đúng là cảm thấy Nhạc Thiếu Long ném không ra tay. Cái kia há không quá ủy khuất ngươi rồi. Ha ha, cái này Tiêu thiếu ngược lại đừng cần qua lo. Nhạc Thiếu Long vui mừng cười. Hiện trên tất cả mọi người tay, đã có thể vì ta phân ưu rất nhiều. Mặc dù ta không cách nào thời gian dài đắm chìm trong tu luyện, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi vẫn là có thời gian tu luyện, tốc độ tăng lên có thể sẽ chậm một chút. Không cách nào cùng Từ Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh bọn hắn so, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Nghe Nhạc Thiếu Long lời này, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một loại không nói ra được tư vị. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta rất cảm động, Tiêu phủ cũng hoàn toàn chính xác rất cần ngươi, nhưng là ta không thể hy sinh tu luyện của ngươi. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Nhạc Thiếu Long phản tới an ủi Tiêu Viêm, có thể nhận biết Tiêu thiếu. Thiếu Long đã không uổng công đời này, so với những nhiệt huyết kia mộng tưởng đến nói. Thiếu Long càng trọng thị phần nhân tình này, so kim kiên tình nghĩa huynh đệ. Sở dĩ có thể phụ tá Tiêu thiếu để Tiêu phủ trưởng thành, lớn mạnh, chính là ta hiện tại ước mơ duy nhất. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Nhạc Thiếu Long cứ tiếp tục nói, ta tin tưởng. Ở điểm này chẳng những là ta, tất cả huynh đệ đều là giống nhau ý nghĩ. Tiêu thiếu mộng tưởng chính là giấc mộng của chúng ta. Khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Từ Ảnh cùng Phong Bạo đồng thời tiến lên trước một bước.
tay phải nắm tay thả trên ngực trái, không hẹn mà cùng hô lên nhiệt huyết lời thề. Thế nhưng là, Tiêu Viêm nhìn qua ánh mắt không thể nghi ngờ chúng huynh đệ. Trong lòng nghẹn ngào, lại như cũ hung ác không dưới tâm để Nhạc Thiếu Long cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, cùng mọi người chênh lệch càng lúc càng lớn. Tiêu Thiếu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chân đi đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng. Ngươi hy vọng mọi người có thể cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ thành công vinh quang. Thế nhưng là, không phải chỉ có cấp bậc tăng lên, thực lực rất mạnh, cùng ngươi cùng đi ra chém giết mới là duy nhất vinh quang. Trong dòng sông lịch sử, văn thần võ tướng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lúc này mới chống đỡ lấy bao nhiêu thật lâu, không giảm siêu cấp thế lực. Khi Tiêu phủ trở thành đấu đế đại lục cái chức siêu cấp thế lực thậm chí là thế lực lớn nhất thời điểm. Tiêu phủ tất cả mọi người sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tắm gội tại cả thế gian đều chú ý phía dưới ánh sáng. Đây mới là bọn hắn chân chính chờ đợi. Chân Ni hiện tại cũng là tiếng lòng của ta. Nhạc Thiếu Long ngắm nhìn Tiêu Viêm, cười một cái nói. Sở dĩ, Thiếu Long tu luyện sự tình Tiêu Thiếu liền đừng có để vào trong lòng. Tiêu Viêm y nguyên do dự bất định, luôn cảm thấy dạng này quá ủy khuất Nhạc Thiếu Long. Đúng lúc này, thanh hạo nhiên thanh âm trầm thấp tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, huynh đệ, Tiêu phủ bây giờ đang nhanh chóng phát triển. Đem đến còn phải khuếch trương, không thiếu được Thiếu Long dạng này nội vụ nhân tài. Ngươi cũng đừng có trong vấn đề này xoắn xuýt đi xuống, chỉ cần Tiêu phủ có thể trên đấu đế đại lục đứng ở trên đỉnh. Chính là đối với Thiếu Long tốt nhất hồi báo. Nghe thanh hạo nhiên truyền âm, nhất là nghe được đem đến còn phải khuếch trương. Tiêu Viêm tâm hữu sở động, nghĩ đến tại huyễn cảnh ở bên trong lấy được tử tâm quy xác. Trong lòng lập tức có quyết đoán, nói, Thiếu Long, ủy khuất ngươi. Có lẽ, tương lai ngươi chiến lực cá nhân tại Tiêu phủ sẽ không đứng hàng đầu. Tiêu Viêm không có lập tức nói tiếp, mà là dừng một chút, rất có thâm ý mà nhìn xem Nhạc Thiếu Long. Tại Nhạc Thiếu Long cùng đám người chờ đợi văn bên trong cười, sau đó lời nói xoay chuyển. Trong giọng nói mang tới vô cùng tự tin, nhưng ta cam đoan với ngươi. Vinh quang của ngươi sẽ theo Tiêu phủ chủ lực chiến đội mà dương danh tứ phương. Ta tuyên bố, từ nay về sau, Tiêu phủ chủ lực chiến đội lấy Thiếu Long vì chính thống đẹp trai. Khiêu Chiến, Từ Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo vì tứ đại phó thống soái. Nhạc Thiếu Long không thể tin nhìn qua Tiêu Viêm, ngây ra như phỗng. Có nghịch thiên tử tâm đan, mọi người ở đây ai cũng biết Tiêu phủ chủ lực chiến đội đáng sợ tiềm lực. Nhất định sẽ là không biểu hiện thì đã, vừa có mặt liền sẽ tại đấu đế đại lục nhấc lên ngập trời sóng gió. Thành vì cái này chiến đội tổng thống đẹp trai, vô luận người này là cái gì cấp bậc, đều nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Trước đó, tại Tiêu Viêm ủy nhiệm Nhạc Thiếu Long thống lĩnh chủ lực chiến đội lúc, Nhạc Thiếu Long từng đề nghị chia binh năm bộ, phân biệt từ 5 người chấp trưởng. Nói ý ở chỗ tránh quyền lực độ cao tập trung. Hiện tại Tiêu Viêm lần nữa đem toàn bộ chiến đội giao cho Nhạc Thiếu Long thống lĩnh. Tuy nói chiến đội vẫn từ 5 người quản lý, nhưng lại có chính phó thống soái phân chia. Phần này tín nhiệm, phần này vinh quang, sao không cho Nhạc Thiếu Long cảm động? Đấu đế đại lục bên trên lấy trọng kim, mỹ nữ, đấu kỹ chờ dụ hoặc lung lạc nhân tài người bó lớn. Nhưng có thể chân chính làm được lấy động tình người, lấy nghĩa liên tâm người, chỉ có Tiêu Viêm một cái. Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni cùng Tiêu Dao nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt vẻ hân thưởng dần dần dày, đợi một thời gian, Tiêu Viêm tất thành đại khí. Mà Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Từ Ảnh, Phong Bạo bốn người đã sớm đối với Nhạc Thiếu Long thống quân mới có thể bội phục sát đất. Trên mặt lập tức nở rộ mở vui mừng, hướng về Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu, đối với bổ nhiệm Nhạc Thiếu Long vì chính thống đẹp trai toàn lực ủng hộ. Nhìn chăm chú Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đem bành trướng tâm chiều chậm rãi đè xuống. Ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, Nhạc Thiếu Long hơi trầm ngâm sau mở miệng nói ra. Tiêu Thiếu, phần này gánh quá nặng đi, Thiếu Long sợ năng lực có hạn, không đảm đương nổi nhầm Tiêu Thiếu đại nghiệp. Quá phận khiêm tốn chính là dối trá nha. Tiêu Viêm lập tức mỉm cười phản bác Nhạc Thiếu Long. Xem khắp Tiêu phủ trên dưới, nếu ngươi đều không đảm đương nổi, ai còn có thể gánh xứng đáng? Ta tin tưởng ngươi làm được. Vuốt vuốt có chút mỏi như cái mũi, một cỗ dùng ngôn ngữ khó mà thuật biểu cảm động. Tại Nhạc Thiếu Long trong lòng lan tràn, muốn lại đùn đỡ ngạnh tại trong cổ. Tiêu Viêm ở thời điểm này trịnh trọng nói, Thiếu Long, ta sở dĩ làm ra dạng này bổ nhiệm. Cũng không phải là vì muốn đền bù ngươi, mà là ngươi có năng lực như thế, trong đám người cũng chỉ có ngươi có năng lực như thế. Ta hy vọng ngươi đem Tiêu phủ chủ lực chiến đội mang ra một cái tương lai huy hoàng. Để bọn hắn đi theo ta, cũng đi theo ngươi, vì Tiêu phủ, cũng vì chính bọn hắn rèn đúc một cái truyền kỳ. Ta nói như vậy, ngươi còn chối từ sao? Tiêu Thiếu, Nhạc Thiếu Long nước mắt bừng lên, đối với Tiêu Viêm nặng nề mà gật đầu một cái. Tiêu Thiếu yên tâm, Thiếu Long nhất định vì Tiêu phủ chế tạo ra một chi. Khiến toàn bộ đấu đế đại lục đều nghe tin đã sợ mất mật, hổ lang chi sứ đến. Này mới đúng mà. Tiêu Viêm đưa bàn tay dựng vào Nhạc Thiếu Long vai, lộ ra vui mừng cười. Thấy Nhạc Thiếu Long rốt cục đáp ứng tiếp trưởng Tiêu phủ chủ lực chiến đội chính chức thống soái, Tiêu Viêm vui mừng cười, đám người cũng đều cười, nhất là Chân Ni cái kia cười một tiếng. Tại ánh đèn chiếu rọi đẹp đến nỗi người ngạt thở, khiến Tiêu Viêm ánh mắt nhất định. Chỉ là, cái kia thanh lệ trắng nõn gương mặt không có lấy trước như vậy hồng nhuận, hơi có vẻ mấy phần gầy gò. Bắt được Tiêu Viêm ánh mắt, Nhạc Thiếu Long hơi nghiêng về phía trước, tại Tiêu Viêm bên tai mũi tiếng nói. Vì Tiêu Thiếu, người ấy tiểu tụy như vậy, thực lực cũng không tiến thêm, Tiêu Thiếu có thể phải biết quý trọng.
Tiêu Viêm nghe vậy, trong đầu chấn động một vang, nghĩ đến chân kiếm cái kia một mặt nhìn không dậy nổi ánh mắt của mình. Lại nghĩ tới chân ni dạng này một cái, hoa nhường nguyệt thẹn đường đường nhân hoàng thiên kim. Gánh vác lấy gia tộc áp lực cam tâm tình nguyện, yên lặng vì chính mình nỗ lực, không oán không hối. Chính mình lại không có thực lực cho chân ni một hy vọng danh phận, tâm liền đau đến nhỏ máu. Hắn vừa sải bước đến chân ni trước mặt, tại chân ni kinh ngạc trung tướng chân ni ngọc thủ nắm trong tay. Đột nhiên bị Tiêu Viêm trước mặt mọi người nắm chặt hai tay, chân ni phương tâm đại loạn. Như có vô số đầu nai con tại tim đập thình thịch, gương mặt xinh đẹp bên trên thoáng chốc nổi lên một tầng đỏ ửng. Vào thời khắc ấy có chút choáng váng. Tất cả mọi người bị cái này đột ngột một màn kinh trụ, từng đôi kinh ngạc ánh mắt. Mang theo các loại phức tạp cảm xúc rơi trên người hai người. Tiêu Dao trong lòng ngũ vị tạp trần, tiểu tử, ngươi đây là muốn đối với đại tiểu thư bày tỏ sao? Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể ôm mỹ nhân như vậy về. Nhưng, cái này có thể không là bình thường khó ai. Nãi nãi, chỉ cần đại tiểu thư nguyện ý. Lão phu đi nhân hoàng nơi đó chịu đòn nhận tội, nói cái gì cũng phải thành toàn hai người. Nhưng Thanh Hạo Nhiên lại lông mày vi túc, chân ni cùng giữa huynh đệ phần tình ý kia Tiêu phủ ai ai cũng biết. Nhưng lúc này thật thích hợp đem việc này làm rõ sao? Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo cùng Từ Ảnh mấy tâm tư người thì rất đơn giản. Bọn hắn ở trong lòng hô to lấy cùng một chỗ, ánh mắt bên trong nhao nhao chớp động lên. Đối với Tiêu Viêm đem như thế nào đối với chân ni bày tỏ chờ đợi, cùng vẻ tò mò. Tiêu Kỳ ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm cùng chân ni nắm chắc tay bên trên, ánh mắt có chút mê ly. Trên mặt cười trở nên có chút gượng ép, có thể lấy được chân ni tỉ tỉ như thế cô gái tốt. Là phu quân phúc phận, là giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng vì cái gì ta trong lòng vẫn là cảm thấy chua chua đây này. Chẳng lẽ là ta ăn chân ni tỉ tỉ giấm rồi? Hừ, tên nhóc lừa đảo, ngươi chừng nào thì mới có thể đối với ta, cũng giống đối với chân ni tỉ tỉ tốt như vậy đâu. Thanh Mộc Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng có một chút mất mát. Ngắn ngủi trầm mặc, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị Tiêu Viêm nắm chặt ngọc thủ chân ni, có chút không tự nhiên lại. Nhất là trong lòng chờ đợi không có đạt được kịp thời đáp lại, càng làm cho chân ni dưới đáy lòng khẽ thở dài. Đồng tử chỗ sâu lướt qua một chút mất mát, nàng hơi dùng lực một chút, nghĩ rút tay ra cổ tay. Nhưng Tiêu Viêm tay lại gia tăng nắm chặt sức lực. Chân ni thân thể mềm mại chấn động, lập tức không có khí lực. Chỉ có thể mặc cho bằng Tiêu Viêm khoan hậu bàn tay nắm thật chặt ngọc thủ, đã khẩn trương, lại thấp thỏm. Tỷ tỷ, chân ni, vất vả ngươi, ủy khuất ngươi. Đám người ngạc nhiên, hoặc thở dài, hoặc thất vọng, hoặc gật đầu, nhưng tinh tế phẩm vị Tiêu Viêm câu nói này về sau. Cũng đều phân biệt ra trong đó thật sâu tình ý hàm nghĩa. Chân ni thân thể mềm mại run lên, trầm mặc chỉ chốc lát. Mặc dù không có đạt được nàng nhất chờ đợi, nhưng Tiêu Viêm ở trước mặt mọi người nắm chặt tay của nàng, xưng hô bên trên biến hóa. Nói lời bên trong cũng biểu đạt hết thảy, đều làm nàng thỏa mãn. Nàng chậm rãi rút tay ra, đôi mắt đẹp trong mong này, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn xem nắm trống không bàn tay, trong lòng phảng phất bị rút sạch cái gì. Hắn ngẩng đầu, dị thường kiên định nói ra, ta biết, ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Chân ni môi đỏ nhếch, đối với Tiêu Viêm vui mừng gật gật đầu. Nàng tin tưởng, Tiêu Viêm nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Tiêu Viêm đem trong lòng tâm tình tiêu cực toàn bộ đè xuống, chậm rãi gọi ra trong lồng ngực chọc khí, sau mới quay người nhìn về phía Tiêu Kỳ. Mang theo vài phần áy náy ôn nhu quan tâm, Kỳ Nhi, những năm gần đây ngươi phải bận rộn lấy phụ trợ Thiếu Long. Quản lý Tiêu phủ nội vụ, cấp bậc còn tăng lên tới 4 sao, vất vả. Yên lặng nhìn nhau Tiêu Viêm, nghe phu quân quan tâm, Tiêu Kỳ cái kia như hai uông thanh thủy hai mắt bịt kín một tầng thật mỏng hơi nước. Nhưng lại rất biết đại thể nở nụ cười xinh đẹp, so với chân ni tỷ tỷ cùng Thiếu Long, ta vậy coi như cái gì vất vả. Nơi này thiên địa linh khí so đế châu nồng đậm, nhiều như vậy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy cao giai đấu đế chỉ điểm, ta muốn tăng lên chậm cũng khó khăn. Chủ mẫu quá khiêm tốn. Nhạc Thiếu Long cười nói, thời gian 2000 năm liền từ 3 sao trung kỳ bước vào 4 sao sơ kỳ. Nếu không phải chủ mẫu thiên phú hơn người, cho dù có chúng ta chỉ điểm, cũng là rất khó làm được. Tâm tình đã bình phục lại chân ni kéo Tiêu Kỳ tay khẽ cười nói, Tiêu Kỳ muội muội thiên phú đích thật là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ sợ qua không được quá lâu liền sẽ gặp phải tỷ tỷ ta. Chính là, chủ mẫu tiến bộ thần tốc thật là làm chúng ta tất cả mọi người giật mình không thôi đâu. Khiêu Chiến đám người cũng nhao nhao gật đầu, liền ngay cả Tiêu Dao chỗ sâu trong con ngươi cũng lướt qua một tia đắc ý chi sắc. Nữ nhân của mình lấy được lớn tiến bộ cũng là vinh quang của mình, Tiêu Viêm cũng phi thường vui vẻ. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem Tiêu Kỳ nói như vậy, Kỳ Nhi ngày sau có thể trở thành Tiêu phủ một đại chủ lực. Ngươi cũng đừng đi theo đám bọn hắn khen ta. Tiêu Kỳ oán trách Tiêu Viêm một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ta vẫn là có tự biết rõ. Từ 3 sao tăng lên tới 4 sao ngược lại là dễ dàng một chút, nhưng đến cao giai sẽ rất khó. Các ngươi vô luận là thiên phú hay là chăm chỉ, đều xa không phải ta có thể so sánh, ta làm sao có thể đuổi được các ngươi. Lấy Tiêu Viêm đối với Tiêu Kỳ hiểu rõ, Tiêu Viêm biết Tiêu Kỳ nhất định còn có lời nói. Sở dĩ Tiêu Viêm không có tiếp lời, chỉ là lẳng lặng chờ lấy Tiêu Kỳ đoạn dưới. Tiêu Kỳ nhìn Tiêu Viêm một chút, phảng phất hạ quyết tâm, tiếp lấy nói ra, có các ngươi, lại thêm Tiêu phủ chủ lực chiến đội. Tiêu phủ chiến lực cũng không thiếu ta một cái.
mà lại vì để cho thực lực của ta nhanh chóng tăng lên. Thiếu Long cơ hồ tiếp thủ, nên ta quản lý tất cả sự vụ, trong lòng ta một mực băn khoăn. Sở dĩ ta khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ, ta có phải hay không? Hẳn là Hướng Chân Đi tỷ tỷ cùng Thiếu Long học tập cho giỏi như thế nào quản lý nội vụ. Đem tinh lực chủ yếu chuyển rời đến Tiêu phủ nội bộ quản lý đi lên. Cái này vạn vạn không thể. Nhạc Thiếu Long nghe xong liền gấp. Vì Tiêu phủ làm chủ mẫu phân ưu chính là chức trách của ta, sao có thể để chủ mẫu vì những này việc vặt mà làm trễ nải tu luyện. Tiêu Kỳ khoát tay áo, nói, vừa rồi Chân Ni tỷ tỷ không cũng đã nói, không phải chỉ có cấp bậc tăng lên. Thực lực rất mạnh, cùng phu quân bọn hắn cùng đi ra chém giết mới là duy nhất vinh quang. Chúng ta quản tốt nội vụ, phu quân bọn hắn mới có thể an tâm tu luyện, mạnh lên, Tiêu phủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh. Nghe Tiêu Kỳ, trong lòng mọi người dòng nước ấm bỗng nhiên tuôn, đều đối với Tiêu Kỳ biết đại thể thầm khen không thôi. Thanh Mộc Nhi như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Kỳ, tựa hồ đối với tình yêu hàm nghĩa lại nhiều một chút hiểu rõ. Nhưng Tiêu Viêm mày nhíu lại được sâu hơn, nhìn xem Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long nhìn lại Tiêu Kỳ, muốn nói lại thôi, trong lòng dầu dĩ. Lấy Tiêu Kỳ biểu hiện ra thiên phú tu luyện, đợi một thời gian, về sau rất có thể trở thành Tiêu phủ bên trong một cái không tệ chiến lực. Nhưng theo Tiêu phủ thực lực nhanh chóng tăng cường, bề bộn phong phú sự vụ chỉ dựa vào Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long hai người làm chủ đi quản lý, thực sự không phải kế hoạch lâu dài, vô cùng cần thiết có người đi chia sẻ. Có thể trở thành cao giai đấu đế là mỗi cái đấu đế mộng tưởng, để Tiêu Kỳ làm ra hy sinh lớn như vậy, Tiêu Viêm nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Ta cảm thấy Kỳ Nhi lựa chọn không tệ. Nhìn sang có chút do dự Tiêu Viêm, Tiêu Dao đứng dậy. Tiêu phủ sự vụ càng ngày càng nhiều, tương lai khẳng định sẽ còn càng nhiều, vẻn vẹn đại tiểu thư cùng Thiếu Long hai người quản lý. Thực sự là quá cực khổ, mà lại cũng bận không qua nổi, Kỳ Nhi làm Tiêu phủ chủ mẫu, lẽ ra phụ trợ quản lý. Thanh Hạo Nhiên cũng nhìn ra Tiêu Viêm khó xử, trầm ngâm nói, lão tộc trưởng nói có lý. Mặc kệ là tăng thực lực lên vẫn là quản lý nội vụ, tất cả mọi người là vì Tiêu phủ phát triển. Mà lại, đệ muội năng lực quản lý cũng rõ như ban ngày, ta tin tưởng, nếu như nàng đem tinh lực chủ yếu thả đang xử lý nội vụ lên, nhất định so với nàng tăng thực lực lên, đối với Tiêu phủ tác dụng lớn. Huynh đệ, có dạng này toàn năng hiền nội trợ, phúc khí của ngươi không cạn. Đại ca đã quá suy nghĩ. Tiêu Kỳ gương mặt xinh đẹp phiếm hồng chờ đợi lấy Tiêu Viêm quyết định, linh động sóng mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt bất an. Muội muội, Ma Hoàng có thể chưa từng có thưởng, ngươi năng lực quản lý ta cùng Thiếu Long nhất quá là rõ ràng, quả thật không tệ. Chân Ni khẽ nâng Tiếu Nhan cười nói, lại nói, ngươi như đi bên ngoài lịch luyện hoặc là chinh chiến, Tiêu thiếu hắn làm sao yên tâm được? Tỷ tỷ ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Nhạc Thiếu Long cũng khẽ dạ, biểu thị đồng ý. Đám người nhất trí ý kiến để Tiêu Viêm khẳng định mình ý nghĩ, hắn rốt cục không do dự nữa. Nếu như thế, Tiêu phủ nội vụ liền cực khổ Chân Ni, Thiếu Long cùng Kỳ Nhi hao tổn nhiều tâm trí. Tiêu Kỳ đối với Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu, lại đối Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long khẽ vuốt cằm. Nhìn qua ba người, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, nói: "Bất quá, có chuyện ta nghĩ cùng ba người các ngươi thương lượng một chút. Bây giờ Tiêu phủ nhân số tăng vọt, ta nghĩ ở bên trong vụ phương diện phân ra chức vụ đến. Dạng này đã thuận tiện mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại có thể đề cao xử lý các loại sự vụ hiệu suất. Đây là cái rất ý đồ không tồi." Nhạc Thiếu Long gật đầu tán thưởng, những người khác cũng liên tục gật đầu. Vậy thì tốt, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, nói, Chân Ni cùng Thiếu Long năng lực rõ như ban ngày. Sở dĩ ta nghĩ bổ nhiệm Chân Ni vì tổng quản, Thiếu Long vì phó tổng quản, Kỳ Nhi từ bên cạnh phụ trợ, mọi người cảm thấy thế nào? Vạn vạn không thể. Tiêu Viêm vừa dứt lời, Chân Ni thanh âm liền theo sát lấy vang lên, Tiêu Kỳ muội muội chính là Tiêu phủ chủ mẫu, có thể nào hạ mình. Thấy Chân Ni có thoái vị Tiêu Kỳ chi ý, Tiêu Dao kinh sợ, vội vàng hô lên. Đại tiểu thư, hạ mình hai chữ vạn không dám khi, ngài gánh nhâm tổng quản không thể thích hợp hơn. Chân Ni như thế nào chẳng biết Tiêu Dao suy nghĩ trong lòng, nhưng y nguyên kiên trì. Ta hiện tại là Tiêu phủ một thành viên, vì Tiêu thiếu cùng chủ mẫu phân ưu chính là bản phận, sao có thể vượt quyền cư bên trên. Nghe được Chân Ni nhấn mạnh Tiêu phủ một thành viên mấy chữ, Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài, không nữa mở miệng. Nhạc Thiếu Long đứng lên, cùng Chân Ni cùng một chỗ phản đối, Chân Ni tiểu thư nói có lý. Hiệp trợ chủ mẫu quản lý Tiêu phủ sự vụ chính là bổn phận của chúng ta, còn xin Tiêu thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kỳ Nhi làm chủ. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, Kỳ Nhi kinh nghiệm không đủ, còn khó có thể gánh này trách nhiệm. Thấy Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đều lực nâng chính mình, Tiêu Kỳ ngồi không yên, vội vàng lên tiếng. Kỳ Nhi cũng cảm thấy Chân Ni tỷ tỷ mới là tổng quản nhân tuyển tốt nhất, Chân Ni tỷ tỷ ngươi cũng đừng có từ chối nữa. Nhiều tạ muội muội ý đẹp. Chân Ni cười lắc đầu, Tiêu thiếu, Tiêu Kỳ muội muội thủy chung là muốn trưởng thành. Coi như kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ, nhưng có ta cùng Thiếu Long phụ trợ, ngươi không cần lo ngại. Nhạc Thiếu Long gấp tiếp lấy nói ra, quản lý, nặng là chế độ cùng uy vọng, mới có thể làm ra phải làm. Tiêu Kỳ chính là Tiêu phủ chủ mẫu, tổng quản chức không có người so với nàng càng thích hợp đảm nhiệm, còn xin Tiêu thiếu nghĩ lại. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long chữ chữ thực tình, Thanh Hạo Nhiên cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Tiêu Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai tay ngay cả bày, ta thật là tài sơ học thiển, thực sự không được. Hô! Tiêu Viêm thở ra một hơi, trong lòng biết Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long lời nói thật là hữu lý.
Tiêu phủ chủ mẫu thân phận đã chú định, Tiêu Kỳ không thể ở dưới người. Dù nói mình cùng Kỳ Nhi đối với cái này đều không thèm để ý, nhưng Chân Ni tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nếu như thế, vậy liền thuận theo chúng ý đi. Tiêu Viêm vỗ nhẹ Tiêu Kỳ vai, xem ra chỉ có thể vất vả ngươi. A, à, phu quân thật muốn ta gánh nhâm tổng quản chức vụ. Tiêu Kỳ giật nảy cả mình, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt bên trong có mấy phần khẩn cầu chí ý. Ngươi nếu không chịu, chỉ sợ không ai dám đảm nhiệm chức này. Tiêu Viêm thở dài, sau đó hạ bổ nhiệm. Ta quyết định từ Kỳ Nhi đảm nhiệm Tiêu phủ tổng quản, Chân Ni cùng Thiếu Long gánh nhâm phó tổng quản, phụ trợ Kỳ Nhi cùng một chỗ quản lý Tiêu phủ trong ngoài sự vụ. Tuân mệnh. Không đợi Tiêu Kỳ lại mở miệng chối từ, Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni đã cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tiêu Kỳ đành phải bất đắc dĩ ứng mệnh, ánh mắt u oán được làm cho đau lòng người. Ngay tại Tiêu Viêm lấy vì chuyện này kết thúc lúc, Nhạc Thiếu Long đột nhiên đưa ra yêu cầu. Đối Tiêu Thiếu, Thiếu Long hy vọng gia tăng một vị phó tổng quản. A, à, Tiêu Viêm tò mò nhìn Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long nói ra, cái này 2000 năm đến, Tiêu Lập trưởng lão tại quản lý phương diện rất có chính mình đặc biệt kiến giải, mà lại rất nhiều sự vụ tự thân đi làm, không phải sao, vì Đế Châu khoáng mạch một chuyện tự mình đuổi đi xử lý, đều không thể gấp trở về nghênh đón ngươi. Nghe xong Nhạc Thiếu Long tiến cử chính là Tiêu Lập, Tiêu Dao có chút đắc ý lại rất vui mừng nở nụ cười. Tiêu Lập gia hỏa này đến Tiêu phủ về sau, biểu hiện ra tài quản lý hoàn toàn chính xác không tầm thường. Xem ra, trước kia quản lý Tiêu tộc như thế một cái hơi thế lực nhỏ, ngược lại là khuất hắn mới. Chân Ni cũng khẽ vuốt cằm, hướng Tiêu Viêm truyền đi một cái tán có thể biểu lộ. Ha ha, xem ra ta Tiêu tộc người cũng không thiếu nhân tài nha. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, lập tức đồng ý. Thấy Tiêu Viêm nên hỏi cùng nên hướng Tiêu Viêm hồi báo sự tình đều không khác mấy. Nhạc Thiếu Long nhẹ giọng hỏi, Tiêu Thiếu, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Còn có chuyện gì? Tiêu Viêm ngưng lông mày nghĩ nghĩ, hỏi, Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bạo. Các ngươi hiện tại linh hồn chi lực cùng cường độ thân thể đều là cái gì cấp bậc? Báo cho ta nghe nghe. Thình lình nghe Tiêu Viêm hỏi cái này, đám người không rõ ý nghĩa, liếc nhìn nhau về sau, lần lượt báo ra. Nhạc Thiếu Long, đế cảnh trung kỳ, 5 sao trung kỳ. Khiêu Chiến, đế cảnh trung kỳ, 6 sao hậu kỳ. Nam Nhĩ Minh, đế cảnh hậu kỳ, 5 sao đỉnh phong. Tử Ảnh, đế cảnh hậu kỳ, 6 sao sơ kỳ. Phong Bạo, đế cảnh trung kỳ, 5 sao đỉnh phong. Khiêu Chiến hỏi, Tiêu Thiếu, ngươi hỏi chúng ta cái này làm gì? Chân Ni tâm tư kín đáo, biết Tiêu Viêm hỏi như vậy nhất định không phải bắn tên không đích, tâm tư nhất chuyển. Liền nghĩ đến Yêu Hoàng đưa cho Tiêu Viêm cái kia, bộ đã đối với linh hồn chi lực. Có yêu cầu lại đối cường độ thân thể, có yêu cầu thế giai đoàn đội đấu kỹ, bờ môi khẽ mở, không phải là vì cái kia bộ đoàn đội đấu kỹ. Tiêu Viêm cười gật đầu, không tệ. Quá tốt rồi. Nếu như luyện thành cái đoàn đội này đấu kỹ, Tiêu phủ cấp cao chiến lực đem đề cao thật lớn. Tiêu Dao, Chân Ni, Tiêu Kỳ nhất là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Phong Bạo đều mừng rỡ không thôi. Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mộc Nhi cũng mừng thay cho Tiêu Viêm. Chỉ có Nhạc Thiếu Long híp mắt nghĩ nghĩ, nói, Tiêu Thiếu, nếu như ta nhớ kỹ không sai. Muốn tu luyện cái kia đoàn đội đấu kỹ, không chỉ cần phải linh hồn chi lực đạt tới đế cảnh hậu kỳ. Cường độ thân thể còn muốn đạt tới 6 sao hậu kỳ, ngươi xem chúng ta, không có một cái đạt tới yêu cầu. Nghe Nhạc Thiếu Long lời này, lúc đầu mừng rỡ không thôi đám người lập tức trầm mặc, chỉ có Tiêu Viêm cười không nói. Chân Cơ chú ý tới Tiêu Viêm thần sắc, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nở nụ cười xinh đẹp. Ta nhìn, Thiếu Long lo lắng có thể có chút dư thừa. Hả? Chúng đều không hiểu nhìn về phía Chân Ni. Chân Ni đưa ánh mắt về phía cười đến cao thâm mặt chắc Tiêu Viêm, cười yếu ớt nói. Tiêu Thiếu, ngươi vì cái kia đoàn đội đấu kỹ, từng cái hỏi bọn hắn linh hồn mấy người chi lực cùng cường độ thân thể. Ngươi không có khả năng, không nghĩ tốt biện pháp giải quyết. Tranh thủ thời gian cho mọi người nói một chút đi, nhìn đem tất cả cho lo lắng. Chân Ni nhắc nhở đám người, một đôi song hỏa nóng ánh mắt lập tức toàn đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiêu Viêm cười khổ sờ lên cái mũi. Liếc một cái hô hấp đều trở nên dồn dập lên đám người, mọi người có thể nhớ kỹ linh hồn chi luyến. Linh hồn chi luyến. Lãng Thiên trước đó, chính là phục nó linh hồn chi lực mới tăng lên trên diện rộng đến đế cảnh hậu kỳ. Ta làm sao đem nó đem quên đi. Khiêu Chiến kích động kêu to lên, Tiêu Thiếu, ngươi không phải muốn cho ta cùng Thiếu Long, Phong Bạo đều luyện chế một viên linh hồn chi luyến. Nam Nhĩ Minh thấy Khiêu Chiến kích động, đến không kiềm chế được. Giống như chỉ cần ăn vào linh hồn chi luyến linh hồn chi lực của hắn, xác định vững chắc liền có thể tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ đồng dạng. Nhị không được nhắc nhở Khiếu Chiến, uy uy, kích động như vậy làm gì? Ngươi không biết linh hồn chi luyến, chỉ có nhỏ bé tỷ lệ tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực mà lại chỉ có một lần cơ hội sao? Nhỏ bé tỷ lệ, nhỏ bé tỷ lệ, ngươi đem nhỏ bé tỷ lệ bốn chữ quên rồi. Là muốn nhìn nhân phẩm. Khiếu Chiến thần sắc kích động lập tức ảm đạm xuống. Tiêu Viêm cười ha ha, đối với Nam Nhĩ Minh đồng thời cũng là đối với Khiếu Chiến nói ra. Trên đời sự tình, nào có vạn toàn nắm chắc mà nói. Có thể có một lần tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực cơ hội. Đã là rất may mắn. Thấy mọi người đều gật đầu, Khiêu Chiến lại trở nên kích động lên.
Tiêu Viêm quét mắt đám người một chút, lần này ta muốn cho mỗi người các ngươi đều luyện chế một viên linh hồn chi luyến, tất cả mọi người thử thời vận. Mỗi người một viên. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Tiêu Viêm. Chân Ni khóe miệng dạng lấy ý cười hỏi Tiêu Viêm, nói như vậy. Ngươi lần này tại huyễn cảnh thu hoạch không ít luyện chế linh hồn chi luyến dược liệu. Đúng thế. Tiêu Viêm gật gật đầu, đạt được một chút trái cây sinh mệnh cùng cửu tuyền chi thủy. Sau đó hơi có vẻ lấy le nói, ngươi không phải nói cửu tuyền chi thủy so trái cây sinh mệnh còn hiếm có còn khó thu được sao? Ta lần này tại huyễn cảnh gặp, tràn đầy một đầm, ta tất cả đều giả lên, bình ngọc không đủ. Ta còn đổ thật nhiều đan dược đâu. Nhiều như vậy, Chân Ni thích không thắng thu, cửu tuyền chi thủy thực sự quá khó tìm. Lần trước nhận được cái kia một bình nha, vẫn là một cái 4 sao đấu đế cầm tới phòng đấu giá đến, chỉ định muốn đổi một kiện thất tinh gia ma thú nội giáp, ta mới đổi lấy. To bằng đại giới, chúng đều ngạc nhiên, Thanh Mộc Nhi há to miệng. Tử Ảnh le le chiếc lưỡi thơm tho, Khiêu Chiến siết chặt nắm đấm kiên định nói. Liên hướng về phía cửu tuyền chi thủy như thế hiếm có khó làm, ta cũng muốn xuất ra nhân phẩm đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ. Lúc này, Nhạc Thiếu Long hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, coi như ta, Khiêu Chiến cùng Phong Bạo vận khí siêu tốt. Phục dụng linh hồn chi luyến sau đều trúng cái kia nhỏ bé tỷ lệ, linh hồn chi lực tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ. Nhưng cường độ thân thể là cái vấn đề lớn. Hẳn là. Đúng lúc này, một cái vội vã thân ảnh tựa như một trận gió vọt vào, tức đến nổ phổi chất vấn Khiêu Chiến. Vì cái gì Tiêu Thiếu trở về đều không cho ta biết một tiếng? Nếu không phải ta ra để hô hấp miệng không khí mới mẻ, thường có hảo tâm hộ vệ nhắc nhở ta liền bỏ qua. Không phải Lãng Thiên là ai? Khiêu Chiến lập tức giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Lãng Thiên gieo lên. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có thông chi qua ngươi. Đầy trong đầu đều là luyện dược Lãng Thiên, bị Khiêu Chiến cái này vừa hô, gãi rối bời tóc có chút mờ mịt. Có thông chi sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Khiêu Chiến giờ khóc giờ cười, ngươi trừ luyện dược còn có thể nhớ kỹ cái gì? Lão tử thông chi ngươi không dưới 3 lần, mỗi lần ngươi cũng hai mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh. Thật sao? Lãng Thiên lúng túng đập vỗ trán, nhìn qua Tiêu Viêm lộ ra rất thật không tiện, Tiêu Thiếu, ta có thể là luyện dược quá mê mẩn. Ha ha, lý giải lý giải. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ đâu, làm sao không thấy ngươi cái tên này, chắc hẳn nhất định đang bận luyện dược đâu. Bọn hắn không luyện dược, không hiểu, nhưng ta hoàn toàn lý giải. Tiêu Viêm cười nói. Nhìn xem Lãng Thiên trong mắt lướt qua vài tia cảm động, bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Tuyệt đối đừng mệt mỏi sụp đổ thân thể. Lãng Thiên giơ lên mỏi mệt mặt, không che giấu chút nào hưng phấn nói ra. Cái này Tiêu Thiếu rất không cần phải lo lắng, ngươi nhìn ta hiện tại cấp bậc, lợi hại. Tiêu Viêm cùng Long Ý giật mình, lúc này mới phát hiện Lãng Thiên tản mát ra khí tức mặc dù có chút lộn xộn. Hẳn là luyện dược quá độ nguyên nhân, nhưng y nguyên so 4 sao đỉnh phong đấu đế mạnh rất nhiều. 5 sao. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Lãng Thiên, có chút không dám tin. Long Ý kinh hỏi, nhanh như vậy, ngươi cái này dược sĩ còn có thời gian tu luyện? Cái này vẫn là ta đến thay Lãng Thiên nói đi. Nhạc Thiếu Long thấy Lãng Thiên chỉ lo đắc ý hắc hắc cười không ngừng. Liên tiếp lời tới, Long Ý hỏi được không sai, gia hỏa này làm sao có thời giờ tu luyện, đều dựa vào ma hạch tích tụ ra tới. Hắn thật là kỳ hoa, người khác cũng là vì tăng thực lực lên đi thôn phệ ma hạch, hắn ngược lại tốt. Chỉ là vì cấp bậc đi lên, sau có thể có càng nhiều đấu khí, cùng thể lực ủng hộ hắn luyện dược. Các ngươi là không thấy hắn, lúc ấy tìm ta muốn tử tâm đan lúc cái kia gấp dạng. Căn bản cũng không phải là bởi vì muốn đột phá 5 sao mà kích động. Mà là nghĩ đến đột phá 5 sao sau có thể thời gian dài hơn luyện dược mà kích động. Chúng đều cười to, Lãng Thiên chính mình cũng ngượng ngùng cười lên. Tiêu Viêm nhiều hứng thú đánh giá Lãng Thiên vài lần, cảm nhận được Lãng Thiên linh hồn chi lực chấn động, kinh hỏi, của ngươi linh hồn chi lực. Ngươi đây đều cảm nhận được. Nghe xong Tiêu Viêm hỏi linh hồn chi lực của hắn, Lãng Thiên con người lóe lên, tự hào nói. Ta vừa đột phá đến 5 sao, nghĩ đến ngày sau luyện dược đấu khí cùng tinh lực càng thêm dồi dào. Liền kìm nén không được lập tức đầu nhập vào luyện dược bên trong. Ta luyện cũng không biết luyện bao nhiêu thời gian, ta đột nhiên phát hiện ta linh hồn chi lực. Đột phá đến đế cảnh đỉnh phong, ngay cả lúc nào đột phá cũng không biết. Cái này, luyện dược luyện đến si mê đến linh hồn chi lực đột phá tấn thăng cũng không biết, cái này Lãng Thiên cũng thật là kỳ hoa. Tiêu Viêm cùng mọi người chỉ có cười khổ. Tiêu Viêm hỏi, làm sao? Ta nghe nói ngươi không dám luyện chế tử tâm đan rồi. Nghe Tiêu Viêm nâng lên tử tâm đan, Lãng Thiên sáng tránh con ngươi lập tức ảm đạm xuống. Không có 100% xác suất thành công, ta thực tình đau dược liệu. Nói đến đây, Lãng Thiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tiêu Viêm, luyện chế tử tâm đan dược liệu đều ở bên trong. Ta phân một chút, có 348 phần. Tiêu Thiếu, thật xin lỗi, ta lãng phí 14 phần. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, cười an ủi Lãng Thiên, không có việc gì, đều giao cho ta đến luyện đi. Sau đó hỏi Lãng Thiên, vậy ngươi vẫn luôn tại luyện cái gì? Ta mời Chân Ni tiểu thư giúp ta mua một phương nhất cơ bản ngũ phẩm phương thuốc, gọi Ích Khí Đan. 2000 năm đến ngươi vẫn luyện chế Ích Khí Đan? Tiêu Viêm kinh hỏi. Đúng vậy a, Lãng Thiên trả lời đương nhiên. Tiêu Viêm định mắt thấy Lãng Thiên, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một cái luyện dược sư có thể trong thời gian 2000 năm
không thay đổi lặp lại luyện chế cùng một loại đan dược, hơn nữa còn vui này không kia, không khỏi hỏi, cái kia ích khí đan rất đặc biệt sao? Cũng không có gì đặc biệt, chính là đề cao 5 thành đấu khí tốc độ khôi phục, cao giai đấu đế đồng dạng đều dùng nó đến khôi phục đấu khí. Lãng Thiên đáp, thấy Tiêu Viêm lông mày cau lại, bề bộn giải thích, 5-6 sao đấu khí nhưng so sánh 4 sao nhiều nhiều. Ba văn thanh linh dịch chỉ có thể hồi phục lập tức 5 sao đấu đế 2 thành không đến đấu khí, sở dĩ đấu khí tốc độ khôi phục liền rất trọng yếu. Dạng này, nhưng đã là nhất cơ bản phương thuốc, vậy cái này ích khí đan liền nhất định khắp nơi đều mua được. Ngươi luyện chế nhiều như vậy làm gì? Ta không phải nhìn ta Tiêu phủ về sau sẽ có rất nhiều 5-6 sao đấu đế nha. Dù sao ta không sao làm, luyện thêm một điểm, liền tránh khỏi đi mua. Ngũ phẩm đan dược rất đắt. Dạng này có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Tiêu Viêm cảm động, tất cả mọi người cảm động. Yên lặng nắm lại Lãng Thiên vai. Tiêu Viêm ổn ổn cảm xúc, mới hỏi, linh hồn chi lực đến đế cảnh đỉnh phong. Luyện chế ngũ phẩm đan dược xác suất thành công có phải hay không lớn rất nhiều? Lãng Thiên cổ hả ra một phát, đó là đương nhiên, có đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực xác suất thành công chưa đủ lớn rất nhiều. Ta còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Nhưng hắn lập tức liền uể oải xuống tới. Có thể ta luyện chế ích khí đan vẫn là không đạt được 100% xác suất thành công. Ha ha, ta nghĩ cái này cùng ngươi không có cao cấp thú hỏa có quan hệ, cũng cùng ngươi dược đỉnh có quan hệ. Ta nhớ được ngươi dược đỉnh vẫn là tại đan điện trên đại hội được phần thưởng. Luyện chế ngũ phẩm đan dược là kém một chút. Nói đến đây, Tiêu Viêm thần bí nở nụ cười. Bất quá cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn quay đầu nhìn một chút đám người. Sau đó lại quay đầu hỏi Lãng Thiên, còn nhớ rõ tu tủy đan sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Khác ta khả năng không nhớ rõ, đan dược ta làm sao có thể không nhớ rõ. Tu tủy đan, hóa thành tu tủy dịch sử dụng sau này đến ngâm thân thể, có tẩy cân phạt tủy, cường tráng thể phách công hiệu. Đúng không? Tiêu Viêm gật đầu, ngươi nói không sai. Sau đó chuyển nói với đám người, lần trước chúng ta đi tìm những linh ấn đài kia. Chính là luyện chế tu tủy đan chính yếu nhất dược liệu. Chỉ là cái này tu tủy đan chính là ngũ phẩm đan dược. Bên trong độ khó luyện chế lớn nhất một loại, lúc trước ta vừa tới ngũ phẩm lúc. Đem tất cả linh ấn đài đều hết sạch mới luyện chế ra mấy cái. Bất quá, đan này đối với đề cao cường độ thân thể có thần hiệu. Bằng vào ta trải nghiệm, chỉ cần có đầy đủ tu tủy đan đến ngâm thân thể, một cái 5 sao đỉnh phong. 6 sao sơ kỳ đấu đế, cường độ thân thể tại trong ngắn hạn đạt tới 6 sao đỉnh phong cũng không phải việc khó gì. Trời ạ, hạng nào biến thái đan dược a? Đám người nuốt nước bọt, vui mừng rất nhanh ở trên mặt tràn ra. Liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Thanh Hạo Nhiên cũng nhịn không được, đem vừa uống vào miệng bên trong nước trà phun tới. Lãng Thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn chuyển tới Tiêu Viêm trước mặt. Trên mặt tràn đầy không còn che giấu khát vọng thần sắc, ngươi không phải muốn để ta luyện chế tu tủy đan. Tiêu Viêm cười một tiếng, gật đầu. Lãng Thiên hưng phấn đến nhất bính lão cao, đem tất cả đều chọc cười. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn trong mắt tỏa ra lửa liền tắt xuống tới, thế nhưng là, tu tủy đan to bằng độ khó luyện chế, ta sợ sẽ lãng phí dược liệu. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tiêu Viêm đắc ý cười vỗ vỗ thấp thỏm Lãng Thiên, linh ấn đài mặc dù hiếm có, nhưng còn không giống Tử Tâm Quy Sắc một chút như vậy cũng không dám lãng phí. Mà lại lần này linh ấn đài đủ nhiều, đầy đủ ngươi tiêu xài, ngươi cứ yên tâm đi luyện. Lúc này đám người chỉ lo cao hứng, hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Viêm, trong lời nói đem tất cả linh ấn đài đều hết sạch. Mới luyện chế ra mấy cái cùng lần này linh ấn đài đủ nhiều, hoặc là chú ý tới, nhưng không có đi nghĩ lại linh ấn đài chính là linh ấn vật cộng sinh. Lãng Thiên liên thanh tốt 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 hắc hắc cười không ngừng, sau đó nói với Chân Ni. Chân Ni tiểu thư, có thể hay không mời ngươi giúp ta mua một phương trung đẳng? Độ khó cùng một phương đã trên trung đẳng, khó khăn ngũ phẩm đan dược phương thuốc. Ta quá độ một chút, luyện chế tu tủy đan xác suất thành công liền sẽ lớn hơn nhiều. Cái này đơn giản, bình thường ngũ phẩm đan dược phương thuốc rất dễ dàng mua được, ta sẽ an bài. Chân Ni lúc này đáp ứng. Không cần không cần. Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng, hồi xuân đan độ khó luyện chế so tu tủy đan thấp không ít. Luyện chế tu tủy đan trước Lãng Thiên có thể luyện chế hồi xuân đan. Hơn nữa còn muốn luyện chế nhiều một chút. Ta tính toán, luyện chế 20 mai đi. 20 mai hồi xuân đan. Lãng Thiên quá độ một chút mà thôi, luyện chế nhiều như vậy làm gì? Ngươi thiếu tiền. Nghe xong, Tiêu Viêm muốn Lãng Thiên luyện chế 20 mai hồi xuân đan. Thanh Mộc Nhi tò mò hỏi, những người khác cũng đều không hiểu nhìn qua Tiêu Viêm. Ngươi không muốn sao? Tiêu Viêm không trả lời mà hỏi lại, nhu hòa ánh mắt tại Thanh Mộc Nhi, Tiêu Kỳ, Chân Ni. Từ ảnh tứ nữ trên thân đảo qua, ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, các ngươi đều không muốn sao? Nhìn ngươi hỏi lời này, thiên hạ nữ nhân nào không muốn lấy được một viên hồi xuân đan? Chân Ni lông mày khẽ run, kiều diễm như giọt khắp khuôn mặt là kinh hỉ, Tiêu thiếu. Ngươi lại là mỗi người một viên linh hồn chi luyến, lại là muốn Lãng Thiên luyện chế 20 mai hồi xuân đan. Ta có thể nhớ kỹ luyện chế cái này, hai loại đan dược đều cần trái cây sinh mệnh. Ngươi lần này tại huyễn cảnh, đến cùng đạt được bao nhiêu trái cây sinh mệnh? Ngươi sẽ không phải là cố ý đùa chúng ta, mấy cái vui vẻ. Hỏi dù hỏi như vậy, nhưng Chân Ni trong mắt lại lóe vô cùng chờ đợi ánh sáng. Tiêu Viêm còn chưa hề thấy Chân Ni đối với thứ gì dạng này chờ đợi từng chiếm được.
Cái khác tam nữ cũng đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm trả lời. Không phải các nàng không tin Tiêu Viêm, thực sự là các nàng không thể tin được. Mỗi người một viên linh hồn chi luyến, liên chi ít cần 12 khỏa trái cây sinh mệnh. Hiện tại còn muốn luyện chế 20 mai hồi xuân đan, hết thảy liền cần muốn chi ít 32 khỏa trái cây sinh mệnh. Trời, 32 khỏa trái cây sinh mệnh. Đừng nói chi là luyện chế hồi xuân đan còn cần long phượng chi huyết. Đó cũng là cực kỳ khó được chân quý đồ vật, các nàng làm sao dám tin tưởng. Liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên cùng Nhạc Thiếu Long chờ cũng đều mặt lộ vẻ vẻ không tin. Thầm nghĩ Tiêu Viêm sẽ không thật là cố ý đùa Thanh Mộc Nhi, vui vẻ sinh động bầu không khí. Thấy Chân Ni chất vấn Tiêu Viêm, đám người cũng đối Tiêu Viêm hơi có không tin, long ý kiềm chế không được. Cha mới không phải đùa các ngươi vui vẻ đâu. Các ngươi không biết, chúng ta lần này tại sát lục huyết quật bên trong đến cùng. Đạt được bao nhiêu trái cây sinh mệnh, dòng dã một cái cây, tràn đầy đều là trái cây sinh mệnh. Cái kia long phượng chi huyết đâu? Chân Ni cưỡng chế kích động trong lòng gấp hỏi. Long phượng chi huyết, vậy thì càng không cần lo lắng. Long ý lông mày giật giật, tràn đầy thu hoạch, tràn đầy vui sướng. Chúng ta săn giết một đầu á long thú cùng một đầu á phượng thú, có như thế lớn. Long ý giang hai tay ra khoa tay, ngây thơ chân thành. Thanh Mộc Nhi, Chân Ni, Tiêu Kỳ, Tử Ảnh lập tức liền kích động. Thích Trương Diện chính là nữ thiên tính của con người, nghĩ đến sắp có thể vĩnh trú mỹ nhan. Từ nữ tâm liền ngăn không được cuồng loạn, phảng phất muốn từ ngực bên trong nhảy ra. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 358 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.